What's up? Xin chào các anh em. Hôm nay mình đến đây để thông báo cho các anh em một tin rất là quan trọng. Như các anh em đã biết là về cái con Lang Tu K002. Con này là một con bàn phím giả cơ với rất là nhiều chế độ LED và được rất là nhiều các bạn gamer chọn con này vì nó có thiết kế đẹp mà không những vậy còn có rất là nhiều chế độ LED hỗ trợ nữa. Thì con này dạo gần đây rất là hot và nó đang hết hàng thì bây giờ nó đã quay lại rồi. Nhưng mà đặc điểm đặc biệt hơn nữa là nó sẽ có thêm một phiên bản mới. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ cùng bóc hộp cho các bạn xem cái phiên bản này. Đây chính là con Lang Tu K02 phiên bản màu đen Black Edition. Phiên bản này thì không có nhiều các bạn nhé, chỉ có giới hạn thôi, ít thôi. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái con này nó vẫn giữ được cái phong cách truyền thống của nó là cái bàn phím khá là gọn gàng. Nó không có gì cách điệu hoặc là rườm rà, chỉ có đặc biệt là cái logo Lang Tu ở đây thôi, nằm ở trên một cái lớp cho nhôm như thế này, sức phay. Và hiện tại cái con màu đen này thì nó sẽ được làm hoàn toàn bằng màu đen luôn. Cái đế thì nó sẽ là màu xám và nó sẽ hơi nghiêng về phía tông đen một chút, màu xám như này, thì cũng màu đen luôn. Còn các cái phiên bản trước thì chỉ là đế màu đồng và đế màu bạc và phím màu đen, phím màu trắng hết. Cho nên là cái bản này nó sẽ có thể được khắc phục nhiều hơn. Để cái phần chẳng hạn như bị bẩn thì mình sẽ đỡ phải lau. Ngoài ra thì nó vẫn có các cái lẫy giống như những cái phiên bản trước thôi, không có gì khác biệt hết. À, đặc biệt là nó sẽ vẫn có 9 chế độ LED như những cái con kia. Nếu như mà các bạn mua ở các cái bên ngoài thì có thể là có cái phiên bản nữa, đó là phiên bản chỉ có 2 chế độ LED thôi, đó, chế độ chớp tắt mà thôi. Cho nên là các bạn phải lưu ý là cái chỉ có mua bên mình thì mới đảm bảo là được là có đủ 9 chế độ LED nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử show LED của con này so với những phiên bản trước. Tắt bớt đèn đi. Đấy. Thì nó vẫn là giữ chế độ đèn LED 7 màu và chạy giải như những cái con bàn phím cơ vậy đó. Mình cũng có thể tăng giảm được tốc độ bằng FN cộng và FN trừ để tăng giảm tốc độ chạy LED. Chúng ta sẽ có cái nút bên cạnh nút FN này chính là nút bật tắt LED. Còn chế độ thứ nhất là chế độ sẽ là waving, tức là đèn LED nó sẽ chạy lượn sóng như thế này. Và con này thì nó sẽ không có đổi chiều được nha các bạn. Một số chẳng hạn như con X25 thì nó sẽ đổi chiều LED được. Đây là kiểu LED thứ hai, chạy sóng thứ hai. Số 3 là nó sẽ là chế độ printing và sẽ tự động đổi màu. Số 4 là chế độ chạy waving nhưng mà chỉ có một làn mà thôi. Ở FN5 thì sẽ là đổi tùy màu của mình, nó sẽ sáng hết tất cả bàn phím cùng một màu thôi. Thì cái này mình có thể ấn F5 lần nữa để thay đổi màu. F6 là chạy từ hai bên vào giữa. F7 là cái chế độ tùy chỉnh, cái này thì mình đã có nói trước rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái video phần trước để mình có thể tùy chỉnh được các cái khu vực LED cho bàn phím của mình. Cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, như thế. Còn chế độ FN8 sẽ là chế độ mà bấm nó sẽ tỏa ra hai bên và nó sẽ tỏa đủ 7 màu luôn. Chế độ này rất là đẹp, dành cho các cái game thủ này thích chơi đêm mà lóa mắt thì dùng chế độ này cũng được. FN9 là chế độ theo giọng nói của mình, tức là cái chế độ này nó sẽ nháy theo nhạc cũng như là các cái tiếng động xung quanh, giống như mình đang nói như thế này thì nó sẽ cũng có thu âm vào luôn đấy, tức là nó sẽ tùy theo cái âm thanh bên ngoài. Để mình thử mở một đoạn nhạc cho các bạn xem nhé. Sẽ nháy theo nhạc và nó cũng sẽ tự động đổi 7 màu luôn, rất là đẹp. Nó chỉ có tất cả thấy 9 chế độ như vậy thôi. Thì nếu như mà các bạn muốn mua thì có thể click vào phía link mô tả phía phần bên dưới, mình để lại link mô tả.
Thì con bản phiên bản này có giới hạn thôi, cho nên các bạn hãy vào mà mua thật nhanh nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.